Niềm tin và sức khỏe. Xin chào quý khán giả. Chúc quý khán giả có một ngày Chủ nhật thật nhiều niềm vui. Mời quý khán giả ăn mì trứng nha quý vị. Mì trứng này là mì trứng siêu cay. Rất là ngon luôn quý vị. Quý vị ai mà chưa được ăn thì thử một lần trong đời đi. Cái này là lá hẹ. Niềm tin vào sức khỏe, ăn nó cảm thấy nó không có hợp cái hậu vị của lá này nên là bỏ ra quý vị. Cái lá này thì nghe người ta bảo là ăn nó không có tốt cho sức khỏe. Đúng rồi. Nên là mình cứ bỏ ra. Ngon đấy. Quý vị cứ xem cái clip cho nó thoải mái. Nào ấy, niềm tin và sức khỏe sẽ làm một cái clip về nấu ăn, nấu mình tự chế biến xong là mình là mời khán giả. Trứng đây ngon này. Màu vàng ươm cơ mà. Rất là ngon quý vị. Ngon lắm quý vị. Siêu cay luôn quý vị. Rất là cay luôn đó quý vị nhé. Trứng mà quý vị. Bỏ đi. Rồi. Niềm tin và sức khỏe. Xin chào quý khán giả nhé. Chúc quý khán giả có một ngày Chủ nhật nghỉ ngơi thật là nhiều niềm vui. Đừng quên đăng ký và cho một like, một share cho niềm tin và sức khỏe trong bữa Chủ nhật tuyệt đẹp như thế này nha quý vị. Xin chào và hẹn gặp lại clip tiếp theo.